Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Cao Bằng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu là một chủ trương hợp lòng dân. Đây là mô hình tổng hợp tiêu chí nông thôn mới, là hình mẫu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Cao Bằng. Với sự chỉ đạo quyết liệt cùng sự quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy chính quyền địa phương, các mô hình xóm nông thôn mới kiểu mẫu đã dần được định hình và phát triển. Trong đó, thành phố là đơn vị tiên phong trong xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và trách nhiệm của người dân, đến nay, diện mạo của 3 xóm, Nam Phong 2, xã Hưng Đạo, xóm 6, xã Vĩnh Quang và xóm 2, xã Chu Trinh, 3 xóm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao, góp phần tạo nên những bức tranh nông thôn tươi đẹp, ấm no và đáng sống. Xóm 6 là xóm nằm ở trung tâm xã Vĩnh Quang, có 104 hộ với trên 410 nhân khẩu. Những năm qua, người dân trong xóm đã tập trung phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Gia đình bà Nông Thị Liên là một trong 10 hộ mẫu về chỉnh trang nhà cửa theo tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Bà cho biết khi được tuyên truyền để giữ vệ sinh sạch sẽ, trồng hoa cây cảnh, làm đẹp khuôn viên nhà, gia đình bà đã rất vui vẻ hưởng ứng tham gia, bởi vì bà nhận thức được đây là việc làm đúng đắn, không chỉ là tạo cảnh quan đẹp mà còn có lợi cho sức khỏe con người. Khi mà gia đình tôi được chọn trong một trong 10 hộ để chỉnh trang nhà cửa, xây dựng nông thôn kiểu mẫu ấy, thì là gia đình tôi cũng rất là vui mừng đón nhận. Sau đó là gia đình đã đi mua hoa, mua chậu, mua hoa, mua cây cảnh về để trồng, để làm đẹp, trước hết là làm đẹp cho nhà mình, thứ hai là làm đẹp cho thôn xóm. Ngoài ra mang lại nhà cửa sạch sẽ, mang lại sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, thì còn có hoa, có cảnh đẹp thì còn mang lại món ăn tinh thần cho gia đình. Sáng sớm hoặc là buổi chiều thì là cả nhà cùng ngắm hoa, đấy là một làm cho trên tinh thần mình sảng khoái, tự dưng khỏe hơn, vui hơn, yêu đời hơn. Là một trong những hộ đi tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Vĩnh Quang, ông Lương Văn Trương chia sẻ, trước đây khi gia đình ông chỉ trồng ngô, lúa, cuộc sống khó khăn do thu nhập thấp. Đến năm 2017, ông đã quyết định chuyển đổi toàn bộ số diện tích đất canh tác sang trồng cây ăn quả. Với bản tính cần cù, chăm chỉ, ông đã đi tìm hiểu các giống cây ăn quả và cuối cùng ông lựa chọn được giống ổi và bưởi để đem về trồng. Sau hơn 4 năm, đến nay, vườn cây ăn quả của ông năm nào cũng cho thu nhập gần 150 triệu đồng, đảm bảo cho cuộc sống gia đình ổn định. Trước đây cái khu đất này là đất ruộng, đất trồng lúa ấy. Thì sau khi năm 2016 thì tôi về nghỉ hưu thì xem xét là cái trồng lúa này hiệu quả nó không cao lắm. Thì tôi mới thống nhất với gia đình là quyết định là chuyển sang trồng cây ăn quả. Để được trồng cây ăn quả thì về tôi phải cũng phải sưu tầm cái nguồn giống. Thì đến 2017 thì bắt đầu gây giống và 2018 thì tôi bắt đầu trồng đại trà. Ở trong vườn này hiện tại là trồng bưởi và trồng sen ổi vào với tổng diện tích là 3.500 m, thì trồng 70 cây bưởi và 500 cây ổi sen vào. Thì qua từ 2018 bắt đầu trồng, 2018-19 thì đến bây giờ là thấy hiệu quả nó so với cây lúa thì nó hơn nhiều. Như trước đây trồng lúa thì cả hai đám này lúa hai vụ một năm, sau khi trừ chi phí chỉ còn được khoảng 16 triệu. Thì bây giờ là như năm vừa rồi, năm 2021 ấy, là thu nhập của cái khu này là được sau khi trừ chi phí rồi còn khoảng 140 triệu. Qua mấy năm trồng thì bây giờ là riêng cái ổi là đã vào giai đoạn khai thác và cho thu nhập tương đối ổn định, thì đang góp phần cải thiện cái đời sống gia đình. Thế còn hướng như là nếu mà điều kiện cho phép thì khả năng sẽ còn mở rộng thêm tầm khoảng 2.000 m nữa.
Đó chỉ là hai trong rất nhiều những hộ dân thuộc ba xóm: Nam Phong 2, xã Hưng Đạo, xóm 6, xã Vĩnh Quang và xóm 2, xã Chu Trinh đồng tình ủng hộ chương trình xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Lô Đức Trung, bí thư chi bộ, trưởng xóm 6, xã Vĩnh Quang cho biết, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xuống xóm để kiểm tra, đánh giá các tiêu chí để công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Bởi xóm đã hoàn thành 12 trên 13 tiêu chí. Điều này đồng nghĩa với đời sống nhân dân đã được nâng cao, cơ sở hạ tầng được hoàn thiện hơn. Đây là kết quả của quá trình cố gắng, nỗ lực không những của tập thể đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể của địa phương, mà còn của mỗi người dân trong xóm. Thì sau khi mà xóm 6 được Ủy ban nhân dân xã cũng như là được thành phố là lựa chọn để làm cái xóm điểm là nâng cao cái chất lượng, thì chi bộ cũng như chi ủy là cũng đã tiến hành họp và bàn bạc và xây dựng các nghị quyết xong là đưa ra nhân dân, là họp dân, là với cái tinh thần nhân dân thì rất là nhiệt tình và hưởng ứng, thì được sự đầu tư của nhà nước cũng như là của thành phố thì cũng hỗ trợ nhân dân là xây đầy đủ tất cả các cơ sở hạ tầng, thì trong đó từ mương máng đến nhà văn hóa và những cái hỗ trợ đường điện và đường hoa, và những cái hộ gia đình là được hỗ trợ trồng hoa. Cái này là tạo thêm một cái cảnh quan gọi là rất là sáng, xanh và sạch đẹp trong cái môi trường. Thì cái này là một cái rất là thiết thực đối với đời sống của nhân dân. Thế là nhân dân cũng rất là nhiệt tình và hưởng ứng, và đến giờ phút này thì cái công tác xây dựng cái xóm điểm ở trong cái xóm 6 cũng như là xã Vĩnh Quang là đã về đích, là đã đạt được 13 tiêu chí, là trên 13 tiêu chí. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện chỉ đạo của thành phố, Ủy ban Nhân dân 3 xã, chi bộ 3 xóm đã tập trung chỉ đạo các hội, đoàn thể, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, chỉnh trang, tu sửa nhà cửa, khuôn viên gia đình, công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, ao, vườn. Mỗi gia đình bố trí 2 thùng rác để phân loại rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ. Các hộ chăn nuôi bố trí chuồng trại phù hợp, đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng tuyến đường hoa, đường nông thôn có đèn điện chiếu sáng, bảo đảm giao thông thông thoáng. 100% đường ngõ được bê tông hóa, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt hương ước của thôn xóm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tu sửa, nâng cấp các công trình như nhà văn hóa, kênh mương thủy lợi. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt. Trong xóm không xảy ra vụ việc phức tạp, hạn chế các mâu thuẫn trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng xóm điểm nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Quang xây dựng kế hoạch giúp xóm điểm nông thôn mới là xóm 6 xã Vĩnh Quang xây dựng cái mô hình khu dân cư tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giúp xóm 6 xóm điểm nông thôn mới đạt được tiêu chí môi trường và vệ sinh. Về phía các đoàn thể của xã Vĩnh Quang, Mặt trận Tổ quốc cũng đã tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội của xã tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân giúp xóm 6 xóm điểm nông thôn mới trồng được tuyến đường hoa. Đoàn thanh niên thì cũng hỗ trợ trồng cây xanh, vệ sinh, quét dọn đường làng ngõ xóm. Về hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng tuyên truyền vận động hội viên của mình tham gia thu gom rác thải nhựa để trong không khí cho môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. Về phía hội cựu chiến binh thì cũng huy động đoàn viên hội viên thì giúp xóm 6 xóm điểm nông thôn mới lao động quét dọn, phát dọn cây xanh. Với phương châm nhà nước hỗ trợ, nhân dân thực hiện đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Thông qua việc tuyên truyền vận động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, đồng thời huy động được nguồn lực không nhỏ từ cộng đồng dân cư. Điển hình là việc đóng góp nguồn lực để xây dựng và mở rộng nhà văn hóa và khu thể thao xóm. Trong năm 2021, nguồn vốn phân bổ cho các xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là trên 13,7 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương, địa phương là trên 3,8 tỷ đồng. Nguồn huy động xã hội hóa được hơn 4,9 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp gần 5 tỷ đồng và 5.500 công lao động. Bước sang cái năm 2021 là cũng năm đầu tiên
để tiếp tục thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. Và cũng tại thời điểm này thì đối với cái chương trình thì có các cái văn bản cũng như là các kế hoạch để triển khai thì phải nói là đến thời điểm đó thì cũng chưa có được ban hành. Và đây thì cũng là một trong những cái khó khăn cũng như là thách thức đối với thành phố cũng như là các cái huyện ở trong tỉnh. Và cũng chính vì vậy mà đối với thành phố thì cũng đã có những cái sự chủ động chỉ đạo cơ quan chuyên môn để nghiên cứu xây dựng và ban hành cái bộ tiêu chí về thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 với 13 tiêu chí. Và về nội dung này thì đối với thành phố thì cũng được thống nhất cao trong tập thể ban thường vụ cũng như là lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Về cái tiêu chí xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu thì ngay sau khi được ban hành thì Ủy ban nhân dân thành phố thì cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai tại 3 xã và chỉ đạo làm tốt cái thứ nhất là về cái công tác tuyên truyền. Thứ hai nữa là ở đây là tổ chức khảo sát và đánh giá lựa chọn được 3 xóm để xây dựng kiểu mẫu và cũng để đạt được cái mục tiêu đã đề ra là xây dựng hoàn thành xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu ngay từ trong năm 2021. Thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và cũng đã đạt được những cái kết quả nhất định. Đến thời điểm hiện nay thì sau gần một năm triển khai thực hiện xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố thì đối với cả 3 xã thì cũng đã là cơ bản hoàn thành theo cái bộ tiêu chí mà thành phố đã đề ra. Trong suốt gần một năm triển khai thực hiện xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu, thành phố đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân. Công tác tuyên truyền đã tập trung đúng hướng, các xóm đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền để người dân nhận thức về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Sự vào cuộc rất tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã góp phần tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, trong triển khai các mô hình. Cốt lõi trong xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu là lấy vai trò của cộng đồng dân cư là chính. Mọi thành viên tự bàn bạc, thống nhất, lựa chọn lĩnh vực phù hợp là điểm mạnh của cộng đồng để phấn đấu triển khai xây dựng trở thành kiểu mẫu. Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ nâng cao chất lượng các tiêu chí, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thật sự về diện mạo nông thôn. Các cấp hội, từ hội thanh niên, hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh đã phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp các đoàn viên, hội viên tham gia chương trình. Xác định cái việc xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Cao Bằng. Thì trong năm qua, thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp tham gia đối thoại với nhân dân, tích cực chủ động tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp cùng thực hiện các tiêu chí xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó thì cũng phát huy vai trò thế mạnh của cơ quan, tích cực đồng hành cùng Ủy ban nhân dân thành phố trong việc xây dựng các cái tiêu chí cụ thể như là đối với tiêu chí 4 và tiêu chí số 9 thì tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường làm nhà văn hóa, sân thể thao, kịp thời tham mưu cho Ban vận động quỹ xây dựng nông thôn mới hỗ trợ 350 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa của xóm 6, phát huy vai trò của người có uy tín, người cao tuổi ở trên địa bàn, kịp thời tặng quà động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo vào nhân dịp ngày 18 tháng 11. Bên cạnh đó cũng phát huy vai trò của các cái tổ chức thành viên trong việc thực hiện các cái tiêu chí như là tiêu chí số 6, tiêu chí số 3 và tiêu chí số 7. Tiêu biểu như là Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thì đã phát động phong trào nhà sạch vườn mẫu, rồi mô hình thu gom phân loại rác thải nhựa, hỗ trợ giống trồng hoa, rồi chương trình hỗ trợ điện chiếu sáng tại xóm 6 với trị giá là 70 triệu đồng. Hội nông dân thì cũng phối hợp với phòng kinh tế thành phố tổ chức 2 lớp tập huấn về chăn nuôi gà theo hướng an toàn. Nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, thành phố không chỉ thay da đổi thịt từng ngày mà còn trở nên tươi đẹp, thơ mộng hơn, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Xác định xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng,
làm thường xuyên và liên tục. Thời gian tới, thành phố tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí, chỉ đạo các cơ sở nâng cao chất lượng đời sống văn hóa trong khu dân cư, chỉnh trang khuôn viên trong cộng đồng dân cư, đường làng, ngõ xóm. Đồng thời, vận động nhân rộng mô hình xóm điểm lan tỏa tới các xóm khác trên địa bàn các xã để làm tiền đề xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chuyên mục Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Cao Bằng tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.